Trong phần trước, cứ tưởng Văn Hạo dùng cách thể hiện anh thích con trai làm cô từ bỏ. Nhưng thật không ngờ, vào một buổi tối, em gái của Văn Hạo đột nhiên đến mang đồ cho anh trai. Cô nói cô đi cùng với Tư Tư. Hóa ra, Tư Tư đã liên hệ với em gái của Văn Hạo để hỏi về quá khứ của anh. Cô em gái thật thà kể rằng trước đây anh trai có hai người bạn gái. Thế là mọi chuyện đã rõ, anh không thích con trai. Cô rán biên tại <laughs> mấy lý thao hoa sau khi em gái về đột nhiên chàng trai đi cùng tư tư lại gọi điện cho anh rõ ràng anh đã chặn số vậy mà vẫn tìm cách liên hệ được họ hẹn nhau ra vỉa hè anh chàng kia có vẻ rất tâm trạng anh kể rất nhiều thứ cho văn hạo nghe kể rằng anh vì một người con gái mà đến thành phố này ế hình như có gì đó sai sai hay là anh chàng này thích cả hai vế thôi chắc đạo diễn muốn làm thế để kịch bản thêm kịch tính đoạn ngồi nói chuyện với văn hạo hơi dài nên tôi tóm tắt lại anh rất hâm mộ văn hạo và muốn rời khỏi thành phố này để quên đi người con gái kia văn hạo từ đây cũng coi anh như một người bạn vào hôm sinh nhật em gái có mấy người bạn của em gái văn hạo và cả tư tư đến dự họ cùng nhau ăn uống nhưng hai người bạn của em gái văn hạo đã có những lời quá đáng với tư tư văn hạo liền đứng ra bảo vệ tư tư đột nhiên tư tư có điện thoại anh phát hiện hình như tư tư có người yêu rồi 嗯，uh, 还没呢，那个等会我给你发定位吧。行，我等着你。嗯，好，拜拜。什么情况？她有男朋友了？Tan cuoc, anh đi theo thì đúng có một chàng trai đến đón từ từ. Anh nghĩ từ từ dường như <没 S 2> muốn chơi đùa bình. 这是刚才说要接她的人吗？我果然是个男的。我 <c ười> 竟然还给他开车门。我 <c ười> 上车动作这么熟练吗？他之前跟我表白，现在又上了别人的车，突然觉得有种说不出的不爽。 Qua vài ngày, đột nhiên anh chàng đi ăn cùng Tư Tư quay trở lại. Anh chàng định rủ Văn Hạo đi ăn, thì đột nhiên Văn Hạo nhận được tin nhắn của em gái là có một nhóm thanh niên trong quán hát không cho cô và Tư Tư ra về. Văn Hạo nhanh chóng đến quán hát, anh giải cứu được hai cô gái, còn bản thân mình ở xử lý. Rất may là nhóm thanh niên ở quán hát cũng rất biết nghĩ. Nếu quả đấy mà Văn Hạo gặp đám trẻ trâu thì thôi xong cái thân xác này. Đoạn này hơi củ chuối, chỉ hợp với mấy đứa cấp ba xem để xị gái thôi. Đàn ông trưởng thành nên gọi cảnh sát cho thượng tôn pháp luật nhé. Hé không biết có phải sau sự việc trên. Tư Tư cảm thấy mếm anh. Cùng lúc đó Văn Hạo lại bị bệnh. Đột nhiên thấy Tư Tư đến nhà anh. Cô làm việc nhà như cô là người yêu anh. Cô còn không chịu về. Tối đòi ngủ lại nhà anh. Tình cảm của họ có thể tiến triển được hay không? Chúng ta cùng đón xem phần tiếp theo nhé. À,